Bánh lọt tiều hả cô? À. Có sợi ngắn sợi dài nè, cái sợi nó hủn nè. Đây mời quý vị khán giả, đây đây là cái quán bánh lọt, ủa có tên luôn ta? Bánh lọt tiều hả cô? À, số 24 đường Nguyễn Hữu Lễ, phường 2, thành phố Cà Mau, nằm trong chợ Cà Mau nha. Chợ phường 2 nha. Bánh lọt tiều là do là chú có người tiều phải không vậy? Đó. Ủa cái này cái gì mà ngon ngon ta? Một cái lọt nước riêng với một bình thanh ha. Dạ. Bánh lọt mình ăn được hết ha. Đây là bánh lọt này phải không chị? Đúng đúng. À chị dâu. À, à, bánh lọt. À, ủa cái viên viên này là viên gì vậy? Chả tôm. Wow, chả tôm ngon quá. Ôi ôi ngon tuyệt đỉnh luôn. Rồi thôi cho em tô bánh lọt nước nha. Đó, qua đây coi. Nãy thế mà như mới 5 giờ sáng đã mở ra bán rồi. Chào em. Thấy chưa, thấy chưa, khám phá tới đây luôn là biết rồi. Đây là dân thổ địa Cà Mau mới biết cái chỗ này nha. Quán mình mấy rồi, chắc lâu năm lắm rồi hả? Mấy chục năm rồi? 60 mấy năm. Wow. 60 mấy năm. Hai lọc có cái bồng chả với cái mì khô. Là đời mình là đời thứ mấy rồi ta? Đời thứ hai à. À, ông bố chú cho bác còn khỏe không? Ông bố mới mất. Có 98 tuổi rồi. Ồ, bố mới mất. À. Dạ. 98 tuổi là cái là bên Trung Quốc. À là người tiều qua đây đó. Cái tiệm này không để tên gì luôn nhưng mà ai cũng biết ha. Chỉ cần nói là nói bánh lọc tiều là bánh lọt tiều là cũng biết hết. Ồ, à, á trong kia có máy làm mì tại chỗ luôn. Nghèo đó. Rồi mời bà con cô bác mình ăn thử bánh lọt thiều nha. 70 năm nha. Ôi ôi. Dạ. Dạ. Cái vị nó thanh thanh, nó nhạt, lá lạc lạc, lọt ngộ á. Đây, đó, bánh lọt. Hấp dẫn quá. Cái cha lại quên phải chụp tấm hình mới được. Bây giờ mình đầu nêm nếm theo mình nha. Đó. Bà con chờ. Dạ, quý bà con mình chờ giùm cho một chút xíu. Trời ơi, đây bánh lọt nổi tiếng, đi ăn mì khô. Sao vậy Mary? Trời, bánh lọt nó nổi tiếng, đi ăn mì khô cô ơi. Rồi, chào em nha. Anh lên tiếng hoài à, mà có dịp đâu, có dịp đâu. Dạ. Rồi, mua may bán đắt nha, ok. Rồi. Rồi cái cục nãy là cái này là chả tôm nè. Nhìn hấp dẫn ghê không? Có thịt bằm nè, có tim gan nè. Cật nữa, wow.
Cái nước lèo này nó rất là đặc biệt. Nó không có đậm vị giống như là những cái nước lèo mà những cái quán mì người Hoa mình ăn nha. Mà nó rất là thanh. Thanh như nước canh nhà nấu rồi đó. Đúng là tuyệt chiêu á. Cái sợi này chắc chắn là làm sợi này bằng tay rồi. Không có sợi nào đều như sợi nào đâu. Có sợi ngắn, sợi dài nè, cái sợi này nó hỗn nè. Đó rồi, có bánh mì luôn. Nó đã. Ăn bánh lọt và chấm với bánh mì mới đỉnh. Đầy đủ. Coi, một ổ thôi. Ôi, bánh mì nóng hổi luôn. Rất là đò luôn. Chả tôm này cũng là một cái món chắc là tuyệt chiêu đây. Viên chả nó bò nó nhỏ, nó vừa mà nó vừa đủ dai, nó mà thịt nó rất là ngọt. Có gì là làm chả cá không? Ồ, tôm ngọt liệm luôn. Ở Cà Mau thì chắc là bà con mình biết là đặc sản nổi tiếng Cà Mau là tôm cua, cua Cà Mau, tôm Cà Mau cũng hết sảy luôn. Đặc biệt là tôm khô Cà Mau super. Nói thủy hải sản là Cà Mau là thủ phủ của thủy hải sản. Sáng ra mà ăn bánh lọt rồi, tối mà có lỡ mà nhậu say say sáng ra làm tô này tỉnh liền. Ok. Chụp đã ra không thấy hình đâu hả? Không thấy hình lắm đâu. Rồi ok. Rồi, nhiều may mắn nha. Dạ. Sức khỏe may mắn nha. Ok. Có chị bán cho số. Khán giả của Columen. Mà chị không nhớ chữ KKKK gì. Bảy chục năm mà sáu mấy năm kìa. Biết bao lâu rồi anh mới xuống à? Ừ, lâu lắm rồi.
Ngon quá.